Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Động về tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh. Tại buổi làm việc, huyện Kim Động đã đề xuất kiến nghị tỉnh quan tâm, hỗ trợ một số vấn đề như tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng khu cụm công nghiệp, triển khai các dự án đấu giá đất giãn dân, vấn đề xử lý rác thải, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên bậc mầm non, tiểu học trên địa bàn huyện. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa ghi nhận những kết quả huyện Kim Động đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, tăng trưởng kinh tế thu ngân sách trên địa bàn huyện Kim Động còn thấp, thu hút nguồn lực đầu tư còn hạn chế, nhất là thu hút các doanh nghiệp đầu tư quy mô lớn. Công tác quản lý tài nguyên đất đai, xử lý các vi phạm theo chỉ thị số 02 và kế hoạch 93A chưa quyết liệt, dẫn đến nhiều vi phạm mới phát sinh. Lĩnh vực nông nghiệp, như tôi nói, vẫn là một cái mặt trận hết sức là quan trọng đối với huyện của chúng ta. Thế tuy nhiên là cái năng suất, chất lượng, hiệu quả, rồi cái việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất cây trồng vật nuôi trong nông nghiệp chưa tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn rồi ứng dụng công nghệ cao. Về mặt ngân sách thì chúng ta thấy là quy mô ngân sách của chúng ta rất là bé. Cái quy mô ngân sách của bé thì nhỏ bé thì nó phản ánh quy mô kinh tế của chúng ta nó nhỏ, và tôi cũng đã gợi ý muốn tìm hiểu là tại sao cái nguyên nhân nó lại như thế. Năm cái nhóm vấn đề mà qua báo cáo rồi phát biểu của các đồng chí thì nó được thể hiện rất là rõ. Thì tôi đề nghị là Ban Thường vụ Huyện ủy chúng ta cần phải tập trung nghiên cứu, đề xuất những cái giải pháp để xử lý những các cái bất cập tồn tại hạn chế đó. Phải ưu tiên triển khai đồng bộ và quyết liệt các biện pháp về phòng chống dịch COVID-19. Chúng ta vừa phòng chống dịch và chúng ta vừa phải tiếp tục phát triển kinh tế xã hội đấy, để đảm bảo thực hiện cái mục tiêu tiêu kép, nhưng mà với tinh thần là coi trọng sức khỏe của nhân dân là trên hết và trước hết. Đảng bộ huyện Kim Động cần tăng cường xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nâng cao năng lực vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chú trọng giải quyết các đơn thư, khiếu nại từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.